外人にキスがいい。帝国と女王陛下のおために、外人にキスがいい。Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của Man Hero Game. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi xem một cái trận đấu có con Colotel, một con súng phun lửa của cái ông bạn có cái tên gọi là 2021. Thì ngày 3 tháng 8 này thì sẽ có banner của Rosenthal và cũng như là Colotel. Thì mình cũng có cái dự định là mình sẽ bui Colotel lên, nhưng mà có điều là mình lại đi hỏi ông chủ gôi. Mình nói, ê anh chủ gôi ơi, em bui Colotel lên được không anh? Ông bảo với mình là nếu bạn là một con cá voi xanh, hoặc là nếu bạn là một con cá mập mà nói chung là bạn có phù ma nhiều hoặc là đồ nguyên liệu đồ nhiều đó thì bôi, còn nếu mà không thì nét nó qua một bên. Nghe nó cũng hoang mang các bạn, thật sự đây là hoang mang luôn á. Ok, để mình sẽ bỏ qua một cái lúc chào sân như thế này, rồi xem đồ nghề trang bị như thế nào nhé. Ở đây con Akasa, cái con Akasa này là một cái con support cực kỳ ngon và cực kỳ hiệu quả, và nói chung mà nó support được mà nó đánh cũng được đó các bạn. À, mà cái việc support của nó là khá ngon lành rồi. Con này lính kiếm mà nó đi tới 5 mô luôn kìa, chắc có lẽ là nó mang một đôi dài hay như thế nào đó. Ok, con Helena ở bên đây, chạy thẳng qua bên đây quýnh hẳn vô cái con này luôn, thấy ghê chưa. Còn con bên đây cũng vậy, chạy hẳn từ bên đây, chạy hẳn qua bên đây, quýnh thẳng vào trong cái team này luôn. Một cái thời đại mà cái map nó còn nhỏ hơn cái bước đi nữa. Ok, Ares mình cũng lên 6 sao các bạn. Mình vô, mình xài cái gì? Cái phụ trăng tròn á, vô cái búp đồ này kia lên vô đấu trường được. Lên được 2K35. Đấy, con này thì 1237 không biết bằng mình không. Ở đây 1K3 Ares, ở đây 1K3, cận cả tư luôn, 1K3 98, còn 2 điểm nữa, ráng lết thêm 2 điểm nữa con nè. Ở đây ủa có Q3 code rồi mà sao không xài Q3 code ta, không đủ code à, mày 2 code hả, thôi kệ đi quên rồi. Đây con Light of Princess này cũng gọi là một con cần phải quay nữa các bạn, đa dụng đa nghề, tầm đánh cũng xa nữa, tích nội tại tầm đánh dài, tay nó dài lên 4 ô luôn. Ở đây cây xa này, con này ngon nè, ở đây mình không có vé để rước con này về rồi. Ok, đây Colotte, một con lính hôn hợp với sát thương vật lý là 1162 và sát thương in là 1294, ráng thêm 6 điểm nữa là 1K3 ngon rồi, có bút siêu cường nữa càng ngon. Ok, vô thôi các bạn. Triệu hồi con sói, cái gậy tự động triệu hồi này. Đấy, búp đi 2 ô, búp thêm cái nữa rồi dừng lại, lấy trí 6 sao rồi, 20 trí vào attack fit dam trí cộng attack. Lấy 15 máy tết cộng lại cho trí duy trì 4 lượt, tất cả đều duy trì 4 lượt, có luôn cái mũ chi luôn, in là 1K4 luôn, này là đánh sát thương ma pháp. Ủi dầm mấy con này coi nó có chết không, ở đây là 9K nè các bạn, ở đây là 10K, ở đây 11K, nó không tới con này đâu, nó chỉ rìa ba con này à, tầm rìa ba con đó à, 1, 2, 3, 4, 5, thổi 3 đường 5 ô các bạn. Rồi có em nào lên đường không? Fit dam nói chung thì cũng không có gọi là, ở đây thì bui lên một cái tư trí rồi, nếu mà có búp siêu cường nữa thì có lẽ là con này lên đường, con này chắc cũng ngáp ngáp, nhưng có heal lại thì cũng ok thôi. Không biết mình có nên bui không đó. Cái này là không giải trừ các bạn, gây fit dam bằng attack cộng min nhân 1 là không giải trừ, mà lần sau nó đánh mới mạnh, sát thương tăng lên 20% này.
nhưng mà phải phải lần sau, chứ còn bây giờ thì nó lại không đánh được. Và cái khả năng hồi skill này của nó cũng mấy, không có hiệp chờ luôn kìa. Đâu có hiệp chờ mà. Nói chung mà trong skill này thì nó cũng có giữa đánh sát thương vật lý và sát thương AoE luôn các bạn. Giờ xem cái con Helena mà nó phi từ bên đây qua, nó phi qua bên kia, nó quýnh vô cái con Iris nè. Có cái áo ngon ha. À, hồi máu. Chơi sống dữ à. Bây giờ à, gió à. Để lại một đống, gọi là một đống tinh thoải luôn các bạn. con này cũng vậy, coi như là đứng chỗ mà quýnh, muốn quýnh đâu quýnh á đó. Rồi quýnh xong chạy về, không chạy về bên kia nó lên nó quýnh chết á. Gió lên luôn, đi xa vậy. Này nó quýnh đâu tới, đúng rồi. Ồ, được cộng dài luôn. Dò dài, 7 ô. Quýnh xong chết, bị fit dam chết rồi các bạn. Con gì con kiếm nè. Hồi lại HP. Mình đi kiếm mấy cái mũ vương miệng đó được có 4 cái à. Ok. Coi asset 1k rưỡi đánh đầu nhé các bạn. In là asset của con Akaza nó bút cộng lên đến là 30% luôn á. 1k rưỡi 84 gần 1k6. Chặt chết thằng này mới ghê chứ. Thủ 710. Fit một cái lượng đam cực kỳ luôn. Ok, tiếp coi trận thứ hai bạn. Cái trận thứ hai thì Loli de Vantato. Loli de Vantato. Ông sẽ xài con Sigma USB. Sigma USB này. Lính kiếm mannequin bắn một cái siêu trong cái phạm vi là 4 ô nhưng mà tích nội tại nữa lên nữa. Con này nó phi từ bên đây, nó phi qua bên đây luôn các bạn. Rồi ok, này có gắn động cơ nữa nè. À, một ca tư Ares K4 xài tiếng gió luôn. Leon này có lính, có lính để vượt địa hình nữa các bạn. Tài
sao cô tôi nói nữa. Ok, bên đây bên kia nó hai bên như nhau. Các bạn thấy cộng thêm hai ô nữa lên là 7 ô luôn này. Con này dài, con này cũng vậy, qua tới nơi luôn, coi như là đứng chỗ mà đánh được bên kia luôn các bạn. Kéo, kéo thêm cái nữa. Ok, tới tầm á, được đi thêm hai ô nữa quýnh tiếp. Bắn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu ô. Cơ động và hiệu quả luôn các bạn. Rồi coi coi tầm đánh bây giờ mới lên đến 4 ô các bạn. Đây mình cũng thích, rất là thích 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 con này lắm. Ủa mới 3 ô hả? mới 3 ô à. Phòng phòng cái tim muốn nát luôn rồi, còn có hai con à. Leon B xe chết luôn. Đánh dấu thôi bạn. Ok, hồi bây giờ đến trận thứ 3. Ổng là biết Clote đầu các bạn. Leon qua. Con ngựa mà nó chạy cỡ này đó các bạn. Rồi mang lính á, mang lính này nó khi mà vượt địa hình nó cộng thêm một ô nữa sao á. Chạy tới đây, Chavari 1, 2, 3. Nhích lên đây phát là dính. Thôi mới vô được gió luôn được chứ. À, được cái vương miện nó búp qua. Trời nội này không biết làm gì, tự nhiên đi con này lên đây để cho chết.
sát thương gây ra tăng nha. Rồi mất tích luôn, hết chơi luôn. Rồi ok, Manro xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chúc các bạn một ngày chơi game thật vui vẻ. Manro xin chào và hẹn gặp lại các bạn.